Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà thuốc Trung Nguyên. Mình xin giới thiệu, mình là dược sĩ Hoàng Thị Thơm, cũng là chuyên viên tư vấn của hệ thống Nhà thuốc Trung Nguyên. Và hôm nay mình lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mới. Đó chính là dòng sản phẩm viên uống tăng sinh Lady. Đây chính là viên uống tăng sinh Lady. Hộp thì có quy cách gồm 40 viên và trên vỏ hộp công ty có đưa ra cho các bạn thành phần, công dụng cũng như là cách dùng đầy đủ. Ngoài ra công ty có cả tem hàng chống hàng giả và mã code để các bạn có thể check thông tin sản phẩm một cách nhanh nhất. Sản phẩm viên uống tăng sinh Lady thì bao gồm các thành phần như cao trinh nữ châu Âu, cao bạch tật lệ, cao ngũ vị, cao cỏ ba lá đỏ. Như các bạn biết thì cây trinh nữ châu Âu là một trong những phương thuốc thảo dược phổ biến nhất cho hội chứng tiền kinh nguyệt và chuột rút. Ngoài việc giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt không mong muốn, nó còn điều trị một số triệu chứng mãn kinh cũng như là mụn trứng cá do nội tiết. Và những lợi ích của cây trinh nữ châu Âu đó chính là làm giảm triệu chứng tiền kinh nguyệt, giảm u xơ của tử cung, cải thiện khả năng sinh sản của nữ giới, xóa mụn, điều trị lạc nội mạc tử cung, biện pháp khắc phục vô sinh, thúc đẩy tiết sữa và điều trị tuyến tiền liệt mở rộng. Nhờ những thành phần đó mà sản phẩm viên uống tăng sinh Lady có công dụng giúp hỗ trợ tăng cường hormone nữ, điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ giảm rối loạn kinh nguyệt, các triệu chứng tiền kinh nguyệt như là mệt mỏi, căng thẳng, dễ cáu giận, căng ngực và đau đầu, khô âm đạo. Đối tượng sử dụng của dòng sản phẩm này đó chính là phụ nữ khó có thai do lượng hormone giới tính duy trì thai thấp, phụ nữ bị các triệu chứng khó chịu do thay đổi hormone như là tiền kinh nguyệt, rối loạn kinh nguyệt. Và về liều dùng thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn, ngày chúng ta uống 2 lần và mỗi lần 1 viên, uống trước khi ăn 1 giờ hoặc là sau bữa ăn 2 giờ. Mỗi đợt chúng ta nên dùng ít nhất 3 tháng, để khi có bầu thì dừng uống. Sản phẩm thì đang bán trên tất cả các chi nhánh của hệ thống Nhà thuốc Trung Nguyên. Và mọi ý kiến thắc mắc xin các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline 0909602267. Và cứ vào khung giờ 9 giờ sáng và 21 giờ tối thì kênh của Nhà thuốc Trung Nguyên mình lại lên sóng để giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần chia sẻ tiếp theo.